Giải năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 15 quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam tham dự với số lượng vận động viên đông nhất gồm 60 tay vợt. Với thành tích là vô địch ở mùa giải 2016, thế nên Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đều tiếp tục được xếp làm hạt giống số 1 ở mùa giải năm nay. Cũng như mùa giải trước, Tiến Minh đăng ký một nội dung đơn, trong khi Vũ Thị Trang tham gia thêm nội dung đôi nữ và đánh cặp cùng Phạm Như Thảo. Ở nội dung đôi nữ, hai đại diện của Việt Nam được xếp hạng hạt giống số 2. Mặc dù được xếp hạng hạt giống số 1, nhưng trong thời gian qua, Tiến Minh đã ít thi đấu và có phong độ không ổn định. Trước các đối thủ trẻ đến từ các nước có nền cầu lông mạnh thì rất khó để tay vợt Thành phố Hồ Chí Minh có thể bảo vệ thành công trước vô địch năm nay. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 tại nhà thi đấu Cầu Giấy, số 35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội.